Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo những nỗ lực của phương Tây nhằm áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trên thế giới. Trong cuộc điện đàm mới đây với Thủ tướng Iraq Mohammed Al-Sudani, Tổng thống Putin đã đề cập việc một số nước phương Tây tìm cách áp đặt mức giá trần đối với dầu thô của Nga và cho rằng những hành động như vậy trái với các nguyên tắc của quan hệ thị trường và rất có nguy cơ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Theo các nguồn tin thì các đại sứ EU đã thảo luận về khả năng áp mức giá trần dầu mỏ của Nga trong khoảng từ 65 đến 70 đô la Mỹ một thùng. Cuộc thảo luận đã bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc giữa các quốc gia EU. Trong khi đó, Nghị viện châu Âu vừa thông qua một nghị quyết kêu gọi Hội đồng và Ủy ban châu Âu tiếp tục thực hiện các biện pháp có điều kiện theo quy định được đề xuất để đình chỉ các quỹ của EU cho Hungary. Theo nhật báo Hungary, Hungary Today.hu, nghị quyết của EP được thông qua với 416 phiếu thuận, 124 phiếu chống và 33 phiếu trắng. EP kêu gọi các quốc gia thành viên EU áp dụng các biện pháp được đề xuất theo quy định về điều kiện để bảo vệ ngân sách EU trước những vi phạm bị cáo buộc đối với các nguyên tắc pháp quyền ở Hungary và chỉ dỡ bỏ chúng sau khi các biện pháp khắc phục của Budapest đã có tác dụng bền vững. EP kêu gọi EU là không nhượng bộ trước áp lực từ Hungary bằng cách là ngăn chặn các quyết định quan trọng của khối, chẳng hạn như là viện trợ tài chính vĩ mô 18 tỷ euro cho Ukraine và thỏa thuận về thuế xuất doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu. Quy định của EP và EC thì cũng có thể làm chậm hơn nữa quá trình Hungary phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Thưa quý vị, hôm nay chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã đưa ra cam kết đẩy nhanh việc mở lại các trung tâm mua sắm và siêu thị vốn đã bị đóng cửa nhằm tạo điều kiện cho nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19 của chính quyền. Người phát ngôn chính quyền thành phố Bắc Kinh từ Hòa Kiến cho biết những cửa hàng vốn đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân sẽ được phép mở cửa trở lại sau một ngày đóng cửa bắt buộc và sẽ không bị đóng cửa trong hơn 3 ngày. Chính quyền Bắc Kinh cũng sẽ tăng cường hỗ trợ cho những người dân buộc phải rời khỏi các khu trung cư bị phong tỏa để đi chữa bệnh. Cam kết được đưa ra trong bối cảnh chính quyền thành phố Bắc Kinh công bố một loạt các biện pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo hoạt động của thành phố và bình ổn giá cả thị trường trong khi vẫn nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh. Thưa quý vị, nghiệp đoàn y tá tại Anh cho biết hàng nghìn y tá sẽ tham gia kế hoạch đình công kéo dài từ ngày 15 tới ngày 20 tháng 12 tới đây nhằm đòi tăng lương. Đây sẽ là cuộc đình công đầu tiên của các y tá thuộc Cơ quan Y tế Quốc gia Anh sau khi chính phủ từ chối đáp ứng yêu cầu tăng lương cao hơn mức lạm phát 5%. Y tá Chuk Guduben, Ifea Juna rất yêu công việc của mình. Nhưng tháng sau, ông sẽ phải cùng với những người đồng nghiệp tham gia một cuộc đình công chưa từng có tiền lệ. Nhưng theo ông, cuộc đình công đó là cần thiết vì lợi ích của những nhân viên y tế và cả phúc lợi của bệnh nhân. Tôi đã phải cắt giảm rất nhiều khoản chi tiêu cho con mình, chi phí quá đắt đỏ. Những ngày này thực sự rất khó khăn với tất cả mọi người, không chỉ riêng tôi. Một vài đồng nghiệp của tôi đã nghỉ việc và đi làm ở siêu thị nơi mà họ được trả lương tốt hơn. Cơ quan y tế quốc gia Anh là cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí kể từ năm 1948, hiện đang đối mặt với số lượng bệnh nhân cao kỷ lục là 7 triệu người trong danh sách chờ khám. Các khoa điều trị bệnh nhân gặp tai nạn và cấp cứu đều đang quá tải. Trong khi đó, theo trường điều dưỡng Hoàng gia Anh, các y tá không thể tiếp tục chịu đựng tình trạng lương thấp và điều kiện làm việc không an toàn, cũng như việc không thể đem đến cho bệnh nhân sự chăm sóc mà họ đáng được hưởng. Yêu cầu thực tế của chúng tôi là trong năm nay và năm 2022 là tăng lương cho các thành viên của chúng tôi theo tỷ lệ lạm phát cộng thêm 5%. Như vậy ở thời điểm hiện tại sẽ là khoảng 17,5%. Nhiều người sẽ nghĩ đó là con số khổng lồ, vì vậy tôi nghĩ cần phải giải thích rõ tại sao lại có con số đó. Đó là lý do mà chúng tôi muốn lên tiếng. Đây là giai đoạn đầy thách thức đối với mọi người và tình hình kinh tế cho thấy các yêu cầu của y tá là không thể đáp ứng. Bộ trưởng Y tế Anh Stephen Barclay cho biết, theo yêu cầu tăng lương của các y tá, chính phủ sẽ phải tăng lương cho họ ít nhất 1.400 bảng một người trong năm nay, tương đương 10 tỷ bảng mỗi năm. Yêu cầu này thực sự khó khăn khi Anh hiện đang phải đối mặt với sự suy thoái kinh tế và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trong bối cảnh lạm phát trong tháng 10 đã lên tới 11,1%, mức cao nhất trong vòng 41 năm qua. Quý vị khán giả đang theo dõi Thế giới chuyển động. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Đợt bùng phát dịch cúm gia cầm ở Mỹ bắt đầu từ tháng 2 đã lan rộng ở 46 bang. Các trang trại gà Tây chiếm hơn 70% trang trại gia cầm thương mại đã bị nhiễm bệnh trong đợt bùng phát lần này. Nguyên nhân là do các loài chim hoang dã, truyền virus cúm A độc lực cao qua phân hoặc lông. Thiệt hại về gia cầm đã đẩy giá trứng và thịt gà Tây lên mức cao kỷ lục gây thiệt hại kinh tế cho người tiêu dùng, vốn đang phải đối mặt với lạm phát rất cao và khiến ngày lễ tạ ơn 24 tháng 11 tại Mỹ trở nên đắt đỏ hơn. Liên minh châu Âu và Anh cũng đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng cúm gia cầm tồi tệ chưa từng thấy, ước tính gần 50 triệu con da cầm cũng đã bị tiêu hủy. Một số siêu thị tại Anh đã phải chia khẩu phần mua trứng của khách hàng sau khi dịch bệnh bùng phát làm gián đoạn nguồn cung. Cơ quan giám sát môi trường châu Âu cho biết, ô nhiễm không khí, ô nhiễm bụi mịn đã dẫn đến 238.000 ca tử vong sớm ở Liên minh châu Âu vào năm 2020. Con số này cao hơn so với mức được ghi nhận vào năm 2019 tại EU, mặc dù lượng khí thải giảm do các biện pháp hạn chế do Covid-19. Cũng trong năm 2020, việc tiếp xúc với khí nitrogen dioxide trên ngưỡng khuyến nghị của WHO đã dẫn đến 49.000 ca tử vong sớm ở EU. Trong khi đó, phơi nhiễm cấp tính ozone khiến 24.000 người chết sớm. EU kỳ vọng giảm 55% số ca tử vong sớm liên quan đến ô nhiễm bụi mịn vào năm 2030 so với mức của năm 2005. Amy brock 24 tuổi, và Louis McKinney, 22 tuổi, đã nhận bản án vào ngày 22 tháng 11 Thẩm phán tại quận Nita Mihat đã tuyên bố khung của bức tranh vườn đào nở hoa của Van Gogh từ thế kỷ thứ 18 đã bị hỏng vĩnh viễn khi hai nhà hoạt động môi trường bước vào phòng trưng bày ở thủ đô London và đổ keo lên bức tranh vì đã gây ra thiệt hại trị giá dưới 2.000 bảng Anh đối với khung bức tranh. Emily Brooklebank đã bị kết án 21 ngày tù, bị đình chỉ trong 6 tháng, cũng như chịu giới nghiêm trong 6 tuần. Trong thời gian này, cô phải đeo thiết bị kiểm soát điện tử. Trong khi đó, Louis McKinney hiện đang thụ án 6 tuần tù. Trong bối cảnh các lệnh cấm vận kinh tế khiến nguồn cung ô tô trong nước thiếu hụt trầm trọng, bên cạnh việc nhập khẩu ô tô cũ từ Nhật Bản, thì hãng xe của Nga, Moskvich cũng vừa đánh dấu sự trở lại thị trường ô tô thế giới sau hơn 20 năm ngừng sản xuất. Tuy nhiên thì mẫu xe đánh dấu màn tái xuất của Moskvich lần này lại là một mẫu mã thiết kế từ Trung Quốc những năm thuộc thập niên 60 và 70 của thế kỷ thứ 20 là thời kỳ hưng thịnh của nhãn hiệu Moscovic khi hãng xuất khẩu xe ra nhiều quốc gia trên thế giới. Sau khi Liên Xô sụp đổ, nhu cầu của khách hàng đã giảm dần và đến năm 2001, hãng Moscovic ngừng sản xuất và đến năm 2006 tuyên bố phá sản. Giờ đây, những chiếc xe Moscovic đang được Nga cho hồi sinh qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại và sản xuất từ dây chuyền từng thuộc hãng xe Pháp Renault. Chiếc xe Moskvich 3 sắp ra mắt là một chiếc xe chạy bằng xăng, được đánh giá là có thiết kế khá tương đồng với chiếc xe Sertro X4 do thương hiệu ô tô JAC của Trung Quốc sản xuất. Nếu chúng ta xem xét tình huống mà các nhà sản xuất ô tô Nga gặp phải, thì đó không chỉ là một thời điểm lịch sử, mà đây còn là việc giải quyết cho hàng ngàn lao động đang bị thất nghiệp. Tạm thời, mẫu xe Moskvich 3 sản xuất tại Nga, nhưng nhiều chi tiết, linh kiện, cấu thành mẫu xe này được nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong thời gian tới, nguồn linh kiện sẽ được huy động trong nước. Nhà sản xuất xe tải Kamaz sẽ đóng vai trò cung cấp chính. Mới trở lại thị trường, nhưng Moskovic đã cho thấy kế hoạch đầy tham vọng khi sản xuất cả ô tô động cơ đốt trong lẫn ô tô điện. Cụ thể, sau khi đi vào sản xuất, Moskovic bắt đầu phân phối sản phẩm vào tháng 12 tới. Công ty đặt mục tiêu lắp ráp phân phối khoảng 600 xe vào cuối năm nay. Trong đó gồm 400 ô tô động cơ đốt trong và 200 xe chạy hoàn toàn bằng điện. Chúng tôi rất vui vì sự phát triển của Kamaz sẽ phục vụ cho sự phát triển hơn nữa của ngành công nghiệp ô tô Nga, phù hợp với xu hướng toàn cầu về phương tiện công nghệ cao và thân thiện với môi trường. Mục tiêu tương lai của chính phủ Nga là hướng đến sản xuất 100.000 xe Moskvich mỗi năm. Tuy con số này vẫn thấp hơn nhiều so với công suất của nhiều hãng xe lớn trên thế giới, nhưng đây vẫn là một điều đặc biệt. Khi một thương hiệu lâu năm đang được hồi sinh, lấp khoảng trống cho thị trường ô tô nội địa. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thế giới chuyển động ngày hôm nay.